Vâng, tiếp tục xin chào tất cả các bác nhé. Trở lại với lọc ưu kiềm thì video này em test cho các bác một chiếc máy lọc ưu kiềm Chevy có mã sản phẩm là FWG700. Chứ là hiện tại dung tích lõi của nó đang báo là còn 2346 lít nữa các bác nhé, gọi là 2300 lít nữa đi. Thì hiện tại lõi mới của dòng này nếu các bác cần thay như những con này thì các bác có thể 2000 lít thì các bác có thể dùng được 1000 bình nước kia nữa, thời gian nó còn khá là dài nhá, sử dụng còn khá là nhiều. Đấy, thì nếu mà khi nào các bác hoặc là các bác mua máy của em hoặc các bác có thể mua máy của bên khác, các bác cần thay lõi lọc mới thì các bác có thể liên hệ để bên em hỗ trợ các bác nhé. Bây giờ em sẽ bắt đầu test cho bác chiếc máy này nhá. Về chiếc máy này thì với các bạn hình thức nó còn khá là đẹp nhá. Đây em vết băng dính này, băng dính thôi, em chưa vệ sinh được sạch đâu. Đấy, trên này đẹp nhá, lắp này thì nó bị lai cái lắp, không vấn đề gì cả, zin mà, lắp zin. Đấy, và hình thức bên trước đằng trước mặt thì rất là ok rồi. Rồi bây giờ sẽ test cho bác nhé, test và báo giá chiếc máy này. Bắt đầu từ mức nước 5.5 thôi nhé. Tại khi mà cái đồng hồ trên màn hình nó hết nhấp nháy thì bắt đầu chúng ta lấy nước nha. Hôm nay nước đang hơi yếu các bác nhé. Đã bắt đầu lấy nước này. Khi đồng hồ hết nhấp nháy bắt đầu chúng ta lấy nước. Ok, lên mức nước trung tính nhá. Lên mức trung tính. Ok, đấy, đồng hồ dừng lại rồi thì bắt đầu chúng ta lấy nước này. Ở mức trung tính này thì cái mức nước nó sẽ chảy mạnh nhất các bác nhá. Những nước các bác lấy được nó sẽ là nhiều nhất so với các mức khác. Ok. Mức kiềm một mức 8.5. Chúng ta bắt đầu uống làm quen từ mức này các bác nhá. Từ mức 8.5 thì chúng ta uống trong vòng 1 tuần, uống làm quen trong vòng 1 tuần. Sau 1 tuần chúng ta uống lên mức 9.0. Sau 1 tuần thì uống lên 9.0 các bác nhá. Và sau 1 tháng uống lên 9.5, uống 9.0 1 tháng thì chúng ta uống lên 9.5. Và giữ ở mức 9.5 luôn. Đó. Mức 10.5 đến 11.5 thì chúng ta dùng để ngâm rau củ quả để nó giảm cái lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau củ quả đi. Đó. 9.5, mức kiềm 3. Các bác chờ nó hết nhấp nháy bắt đầu chúng ta lấy nước nhé, không còn nhấp nháy nữa bắt đầu chúng ta lấy nước. Và màu sắc theo cái thang màu của nó sẽ khác nhau chứ không mức nào nó giống nhau các bác nhé. Chiếc này thì nó sử dụng 5 tấm cực cho ra được 7 loại nước các bác nhé, 5 tấm điện cực. Đấy, mà mức cao nhất mức 10.5. Con này Hero cực đẹp đấy. Cũng không biết con ơi, con đi tìm đi. Chạy vào phòng và bố cho bố một cái điện thoại. Nhanh nhanh. Đấy đâu? Đây các bác nha. Hero gen cực dày luôn đấy. Nếu mà soi đẹp nữa các bác thấy đúng không ạ? Hero gen cực dày dặn luôn nhá. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ thì em sẽ test cho bác nhá. Các cái mức của nó bắt đầu từ mức acid này. Mức nước trung tính này. Khác hoàn nhau hoàn toàn đúng không nhá. Mức kiềm 1 này. Mức kiềm 2 này. Mức kiềm 3 này. Mức kiềm 4 này. Đấy. Điện phân cực đẹp luôn các bác nhá. Điện phân con này phải nói là cực đẹp luôn. Đấy, các mức nó khác nhau hoàn toàn các bác nhá. Đấy, acid này, trung tính này, kiềm 1 này, kiềm 2, kiềm 3, kiềm 4 này.
Đó. Chuẩn đét luôn các anh nha. Đúng cái thang màu này. Đúng chưa? Đấy. 10.5 này. Đấy. 9.5 này. Đấy, chuẩn đét luôn các nha. Ok thì báo giá của các chiếc máy này nhá. Chevy FVK 700. Chiếc này thì bác nào lấy thì lên cho bác với giá là 8 triệu nhá. Đó là 8 triệu, chuẩn còn hết bên em 3 ship. Hiện tại lõi của nó còn đang còn hơn 2.000 lít nước nhá. Hơn 2.000 lít nữa, 2.350 lít nữa. Đấy, thì các bác nào ưng chiếc máy Chevy FVK 700 thì liên hệ giúp em qua số điện thoại Zalo bên em là 0862 594 684 nhá. Cảm ơn tất cả các bác theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.